Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Theo Pháp của Mỹ. Hôm nay cùng Mạnh Phiêu thực hiện sáng mùng 7 Tết. Đoàn gia đình nhỏ chúng ta ngay xe chợ Bến Thành chuẩn bị khởi hành đi chuyến du xuân đầu tiên đi chùa núi Bà Đen, Tây Ninh. Mời các bạn theo dõi vlog nha, let's go. Rồi, hôm nay đoàn làm phim của chúng ta bắt đầu chương trình đi đi đâu chị đẹp? Đi Tây Ninh. Đi Tây Ninh núi Bà Đen không? Rồi. À, xuống dưới ngồi với cô Phượng. Hello. Hello. Năm mới phát tài. Này áo cam hết luôn ha, đẹp ha. Gia đình nhỏ. Đâu rồi mấy người kia đâu rồi? Rồi. Ủa? Lấy cái ghế ra đi anh Lâm. Ghế. Đây tao ngồi gần cá luôn. Cô già đội má đó. Có phóng viên truyền hình đây nha, không có phát biểu như linh tinh nha. Thôi, ngồi đây cho. Đồng nghiệp không? Đồng nghiệp chị đẹp không? Đồng nghiệp chị đẹp không? Chị đẹp phải ngồi ghế súp mà. Chủ yếu là vui ha anh ha. Chủ yếu là vui. Chương trình du xuân mùng 7 Tết ha. Nhìn du xuân mùng 7 Tết hồi gia đình nhỏ. À, quà An Dương. Cưng. Cho mỗi người trai cầm thôi. Trình chiến chiến trường nhiều. Rồi. Tây Ninh, Tây Ninh let's go. Bỏ đây nè. Hồi gia đình nhỏ nha, áo gia đình nhỏ đàng hoàng nha. Đây áo gia đình nhỏ. Áo gia đình nhỏ logo nè. Đó, logo vậy. Giờ mấy giờ rồi bà con? 10 phút rồi. Đoàn của chúng ta đến phở Quỳnh Mai nổi tiếng ngay tại Củ Chi. Đây có hai vlog và đây là một kênh của bạn, kênh gì? Kênh của bạn là kênh gì? Tự do. Còn kênh này kênh xe Phú Phú Mỹ. Hai kênh cạnh tranh với nhau, hai kênh này cạnh tranh với nhau à. Ủa đối thủ không cùng phân khúc. Đối không đội về chung cạnh tranh cướp khách của mình đi nha, thử đẹp luôn nha. Rồi đoàn làm phim đến phở Quỳnh Mai này ở đâu, ở Củ Chi đúng không? Nó khá là quán phở rộng quá ha. Rồi cởi khẩu trang nha, được rồi đó mấy người đẹp, cởi khẩu trang vô quay phim chút xíu đi. Mấy chị đẹp cởi khẩu trang vô quay phim chút xíu nè. Rồi tới mấy anh. Đoàn của mình cũng khá đông ha. Đoàn của mình cũng mười mấy người á. Cởi khẩu trang vô nhìn thấy mặt chút xíu cho khán giả nhìn thấy mặt chút xíu chứ. Hello. Chào anh Tính ha. Anh Tính đẹp trai à, cho lên sóng luôn. Hôm nay là mấy anh em Bến Thành lên sóng hết luôn. Lâu lâu làm cái vlog kỷ niệm đầu xuân đi du xuân núi Bà Đen. Giờ Đà Lạt trong tôi. Ví dụ ca sĩ đứng hát hay đứng diễn cái gì đó đi đâu á, đâu có công kêu bán hả? Anh đi đâu có quay cho đó thấy không? Công kêu bán hả? Không có bán, không có nhà. Anh đi đâu có diễn cái đó. Có nhận diện được khuôn mặt rồi. Đây quang cảnh phở Quỳnh Mai. Đây review mấy chị em đang ăn phở. Nguyên đội hình màu cam luôn, ăn phở đẹp quá. Đền màu cam ăn phở đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Tao coi tô phở nhìn hấp dẫn không bé mèo? Quay cái mắt cỡ cũng không ăn được hả? Đây mới hấp dẫn. Trời, tô này là tô đặc biệt luôn á. Quá trời ngon luôn, hấp dẫn. Mùi vị sao chị đẹp?
Phở Quỳnh Mai khá nổi tiếng phải không? Quảng cáo dùm luôn. Trời ơi, cục sụn của nó hả chị? Đây, sụn đây. Trời ơi, nhìn cục sụn đã không? Đây, chất lượng. Chất lượng. Sao chị Ngọc cảm giác phở hết sảy hả chị Ngọc? Hết sảy. Hết sảy con 7 luôn không? Rồi qua đây mấy anh nè, đó coi coi tô phở của mấy anh nè. Trời cục sụn nó dành đã không anh? Cái này là sụn không anh? Sụn của nó mềm không? Còn Hoàng ăn gì? Hoàng ăn tái với gân hả? Gừng với tiết, đây, gừng tiết, đây, tiết luôn. Nó đã luôn. Tiết chứng luôn. Hấp dẫn ha, chứng luôn ha. Bởi vì sao không mập được, ăn vậy sao, ăn vậy là bắt tướng rồi, đúng rồi. Giá trụng hả? Giá trụng luôn ha. Cho em mấy con đồ hành sống nha. Rồi. Đây, nhân vật chính hôm nay bác Tài, cảm giác sao bác Tài ăn phở này ngon không anh? Anh Hải Lâm, phở ở đây phở chất lượng cao đúng không? Anh Mỹ, hello anh Mỹ. Rồi, ăn ngon miệng anh ha. Rồi, rồi thấy núi Bà Đen rồi mọi người ơi, chuẩn bị tới rồi đó. Rồi hôm nay là sáng mùng 7, bây giờ hiện giờ là 12 giờ hơn rồi. Đoàn của chúng ta là đã đến núi Bà Đen, Châu Đốc. Đây mình quay quang cảnh xung quanh, mọi người đi vào cũng khá là đông. Hôm nay là nó cũng bớt khách rồi, do hôm nay là mùng 7 mọi người đã đi làm rồi. Chứ hôm qua là ngày thường, mấy ngày trước Tết rất là đông luôn á, quá tải luôn. Đoàn của chúng ta cũng 16 người, lớn với một chị em. Khu di tích lịch sử văn hóa danh thắng và du lịch núi Bà Đen trước mắt chúng ta. Mình vô cái nhà này đi cáp đúng không? Treo lên núi Bà Đen, mình quay quang cảnh xung quanh cho mọi người cùng xem. Đây, cáp treo lên núi Bà Đen mọi người ơi. Ê Hoàng ơi, đi đâu vậy? Đi toilet đi quanh kia, còn không mày đứng đây đợi chờ lên luôn. Đợi chút rồi đi luôn, đợi chút đi luôn đi. Gia đình nhỏ nè.
nhìn ngon camera luôn. Chào cái đi, chào khán giả cái đi. Rồi ok. À, mình review xung quanh quang cảnh cái nhà ga cáp treo cho mọi người cùng xem nha. Đây. Đi thang máy nè. Ở trong kia là khu nhà vệ sinh nha, ai đi toilet thì vô trong kia. Khu đây là mọi người chờ ngồi chờ. Ở đây đường đi vào cáp treo. Đường đi vào cáp treo đi lên đây. Đây mình đi theo vào đường này, xếp hàng đi vào trong kia rồi lên cáp treo. Đó. Đây là đoàn của mình, hội gia đình nhỏ. Hôm nay mọi người tập trung đi một xe 16 chỗ. Quang cảnh mọi người đang chờ đợi mọi người chuẩn bị lên cáp treo. Mọi người đi nắng nên đeo khẩu trang rồi mặc đồ cũng nhớ mang theo nón nha. Mang theo nón mắt kính mát này kia cho nó thoải mái. Lên đây hơi nắng. À, có một ninja mới vừa đi toilet xong, ninja mới vừa ở bên đó về sao rồi đi chùm mặt kính mít rồi giống như ở bên Bali mới về hả? Well you from? Well you come from? Chinese hả? Chinese gì sugar tu Trung Quốc đi. Ở đây là Việt Nam nha. Giờ tới rồi, ra tới rồi. Đang làm phim của chúng ta trên đường luôn. Ghế cầm trên tay đi, giờ lát nó lên dẫn không biết ghế ở đâu. Mọi người một ghế cầm trên tay sẵn nha. Nhớ cầm ghế về nữa nha, không có ghế về là không được á. Đây vé, vé núi Bà Đen. Rồi. Hello. Rồi lên thang máy, lên thang máy. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói. Lối vào ga cáp treo lên chùa. Vui lòng xếp hàng tại đây. Quá lịch sự luôn. Rồi ra cách treo mọi người ơi. Một khoang này nó chứa được 32 người á. Không, một khoang này nó khoảng 10 người à. Một khoang khoảng bao nhiêu người đây? 10 người ha. Rồi mình đi hai khoang cho vui. Hoàng đi qua bên kia một khoang, Hoàng quay bên kia đi, mình bên một khoang, bên này mình quay, anh em mình chia ra quay. Anh em mình đi hai khoang khác nhau để quay, thấy vui ha. Ok. Sẽ đi chung thôi, quay không vui. Điều này là kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa, ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về. Tới rồi bạn con ơi.
toàn những người áo cam mà. Đây toàn là những người mặc áo cam không mà. Hội gia đình nhỏ đã lên tới núi Bà Đen rồi. Rồi đi xuống mọi người ơi, tập trung đi xuống là khác nữa chị. Xin nội chung với mấy người lạ nữa chứ. Có sao đâu, lâu lâu đi chơi mà có thì người này người kia. Trong khi anh tính đây có mình mà. Là... Hình như chị là đúng đó. Ai cũng áo cam, ai cũng đẹp hết nè. Áo cam hết à. Nón cam, áo cam luôn quay nè. Đó. Gia đình nhỏ áo cam mà không? Yeah. Gia đình nhỏ, I love you, bạc bạc. Đường đi qua chùa hang nè. Đi lên chùa hang á. Leo bậc thang lên chút xíu nha, từ từ đi thật. Từ từ đi coi chừng té nha mọi người ơi. Cẩn thận nha. Cẩn thận cuối lửa nha. Đây chịu khó nhìn mấy bậc thang coi chừng nó bờ chuột chân nha. Ai Mỹ thì không có lên. Mỹ thì xuống dưới rồi. Được không? Được không? Hello. Rồi lên tiếp luôn. Đâu nó đặt lại cúng nha anh chị ơi. Hay để mọi người đã lên tới chùa hang rồi bà con ơi. Đây mình quay quang cảnh chùa hang cho mọi người cùng xem. Mọi người lên đây đầu năm cầu mong cho gia đình được bình an và công việc thuận lợi, may mắn mang đến tài lộc cho mọi nhà.
mừng xuân Di Lặc. Có một lần em đi lạc trên cái phục vụ tận răng luôn nè, quang cảnh mọi người ngồi chờ ở đây massage ở đây luôn nè. Sau khi đi vía chùa Bà mệt thì mọi người xuống đây massage trong thời gian chờ đợi ha. Đó, quá đã luôn. Còn ở đây là toilet, đi vô toilet vệ sinh, quang cảnh nhà ga tại chùa Bà Tây Ninh. Đường hồ về hồ Dầu Tiến rồi trên đường về ghé chùa Bà Bình Dương. Chỗ này nó xả nè, nó xả, nè, cái đập xả nè. Xả. Chỗ hồ hồ Dầu Tiến không anh? Đúng rồi, hồ Dầu Tiến. Đây là hồ Dầu Tiến đó, mình nhìn qua bên kia núi Bà Đen Tây Ninh này đó. Núi Bà ở đây thấy luôn nè. Cao sừng sững. Rồi phái đoàn hộ gia đình nhỏ chuẩn bị vào thành phố Bình Dương và chuẩn bị đi qua chùa Bà. Ở đây là được cách mạng 8 Phú Cường rồi, còn khoảng 500m nữa là chúng ta đến. Đến với Bà Bình Dương nha. Rồi, bây giờ là mấy giờ rồi anh? 4:10 rồi, đoàn gia đình nhỏ chúng ta đã đến chùa Bà Bình Dương. Thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương 2022 kính chào quý khách. Chào hộ gia đình nhỏ của chúng ta đã đến hồi sáng mình đi Tây Ninh, đi núi Bà Đen, xong rồi bây giờ buổi chiều thì mình đi đây gia đình nhỏ. I love family, I love family, gia đình nhỏ. Rồi mình quay quang cảnh nhà thờ cho các bạn cùng xem nè. Đó, 4:10 đoàn của chúng ta đã đến chùa Bà Bình Dương. Rồi mọi người đang đi vô vía Bà. Đầu năm cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mọi người kinh doanh thuận buồm xuôi gió, muôn may bán đắt. Đây,
ở đây cấm không cho xe vào nha mọi người, chỉ đi bộ vào phía bà thôi. Đây chùa Bà Bình Dương vào ngày mùng 7 Tết, mọi người cũng đi với bà cũng thưa thớt thôi chứ không có đông như mọi năm. Mọi năm vào ngày 14-15 rất là đông khách luôn á, khách thập phương các nơi đều đến viếng bà. Mới cúng chùa xong, Bình Dương xong. Rồi trên đường giờ chúng ta đi qua quán nào đây? Không biết quán nào luôn hả? Gần gần đây.
Rồi giờ mấy giờ rồi hội gia đình nhỏ? 5 giờ đã đến quán Dê Tươi Ninh Bình trên đường đi ngay đường Cách Mạng 8. Phường An Thạnh, Thuận An, Bình Dương. Rồi Dê Tươi mời mọi người vào quán Dê Tươi. Theo chân mình vào xem quán này có gì ngon không nha, để mình review cho các bạn tiếp tục xem. Quang cảnh quán Dê Tươi Ninh Bình. Rồi mời các bạn theo chân mình vào quán xem có món gì ngon cho hội gia đình nhỏ mình cùng thưởng thức nha. Trong ngày là mùng 7 Tết Du Xuân, chúng ta sẽ đến quán Dê Tươi Ninh Bình. Hello. Hello, hello. Có lạnh đây lấy mấy lon lạnh. Sau một thời gian tìm biết bao nhiêu quán, giờ có được quán Dê Tươi với khung cảnh ngồi cũng mát mẻ, thoải mái cho ngày đầu xuân. Rồi lên luôn, lên luôn. Lên nóc nhà. Rồi quang cảnh bay flycam ngay quán đặc sản Dê Ninh Bình chiều mùng 7 Tết. Đây. Flycam đang bay quay những cảnh tuyệt vời. Giờ trước để cho nó quen trước đi rồi bắt đầu bay. Bấm ghi hình quay mấy cảnh đẹp đẹp nha các bạn, để lưu lại kỷ niệm trong chuyến đi mùng 7 Tết hôm nay của hội gia đình nhỏ chúng ta. Rồi máy tới đâu là cười tươi tới đó nha bà con ơi. Mấy chị đẹp ơi, mấy chị đẹp, máy tới đâu tươi tới đó nha, máy tới đâu tươi tới đó chị Hồng ơi. Mấy cái đầu tươi đó nè. Rồi mấy anh vô cái giờ khí thế coi. Mấy anh em vô khí thế. Rồi mấy chị đẹp vô cái coi. Mấy chị đẹp cần nâng ly chứ. Một. Lấy chị Phượng làm chuẩn nè. Một. Một. 2 3. Đó, phải làm lại lớn lớn lên đầu năm phải cho nó sung sung mình chứ. Chụp hình đi, chụp hình đây anh em mình gái ơi. Chụp tấm làm avatar coi. Đó. Ok. Ok. Đâm rồi. Có hai ông làm vlog này cũng vui, đi chơi á, một ông tự do, còn ông Sơn Phong Phú Mỹ làm vlog cho nhóm gia đình nhỏ. Đi đâu chơi có hai ông này đi là có nhiều phim, có nhiều hình ảnh đẹp ha. Mà không có tốn tiền nữa nha. Làm gì đam mê đó. Gió thoải mái luôn mà, con này bay khác. Ok, rồi quay. Đó, thấy rồi đó. Ok. Ăn đi rồi về hấp dẫn nha. Em kêu thêm á, đã đủ rồi. Đó, thêm chiếc máu nữa đó. Quyết của, nó nè, đó. Cái cành đánh lên đổ luôn. Yeah. Làm luôn đi Hoàng, làm luôn đi. Đó. Sống được, hấp dẫn luôn. Đó. Thử coi. Nó phải sôi lên mới được phải không? Để sôi chút xíu. Rồi sôi lên chút xíu mới làm. Tính uống luôn không? Ghê vậy. Trời ơi. Ăn này. Ngồi lặt rau hả? Lặt rau. Món nhậu, món nhậu. 1 2 3 vô. Thấy kim jong un không? Nghĩ mới là bắt. Hấp dẫn không? Hấp dẫn nha.
món này món dê tiết tiết canh dê luôn ha. Rồi vô cái đi, vô 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 món mới. Vô mới anh đứng đi. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, chúc mừng năm mới. Chúc cả nhà thành đạt nha, mọi người sức khỏe giàu giàu, vạn sự như ý. Ok không? Happy New Year, thả tim mới đi. Thả tim vô bình chán lên nè, 1, 2, thả tim lên. Thả tim, tim lên, tim lên. Rồi. Rồi hội doanh nhỏ đang trên đường về, về Sài Gòn rồi các bạn ơi. Để chào nước bà. Trời này chồng mấy 2 năm rồi. Không dám đâu quệ 3 năm rồi. Trái này là trái gì? Trái dừng. Say Happy New Year, Happy New Year.